Xin chào các bác nha. Xin chào các bác lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Chi Sài Gòn à. Các bác ơi, hôm nay shop em lại lên rất là nhiều mẫu giày tây mới nha. Một số mẫu giày hiệu như Gucci, Ferragamo, Bali các bác nha. Rồi mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em giày tây công sở nha. Em này thì có một màu nâu đậm rất là đẹp luôn. Form dáng của em này thì khá là thon gọn luôn các bác nha. Đó, một em giày tây công sở, form dáng khá là đẹp luôn. Form trơn đơn giản nha các bác. Và bộ đế của em thì được thiết kế bằng một bộ đế da và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Size chuẩn của em là size 40 nha các bác. Bác nào chân 40 hay 45 ok la ha. 40 thì sẽ thoải mái hơn. Và bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Gucci Made in Italia. Đó, rất là đẹp luôn này các bác. Size của em nó này, size số mà có đầy đủ các bác ha. Rất là xịn sò luôn. Đó, một màu nâu đậm rất là đẹp luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em Gucci này đó là B194 size 40. Và shop em đang chiên với giá là 2.300.000. Bác nào mang vừa mẫu này thì nhắn liền cho em nha. Trời ơi, một màu nâu kiểu như là nâu cà phê rất là đẹp luôn. Nâu sô-cô-la ấy các bác, rất là đẹp ha. Đó, đẹp và sang nha. Nâu chứ không phải đồng đen đâu các bác ha. Rồi và mã số chốt hàng là B194 size 40 và giá chỉ 2.300.000 cho một em Gucci này thôi các bác nha. Bác nào mang vừa thì nhắn liền cho em nha. Hôm nay là em sale tri ân mùng 2 tháng 9 cho nên mà em giảm giá rất là mạnh luôn. Cho nên mà bác nào ưng mẫu nào thì alo cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Đó là một em loafer. Em này thì có size chuẩn là 39.5 thôi các bác ơi. Form dáng của em này thì khá là đơn giản ha. Size chuẩn của em là 39.5. Em này thì đến từ thương hiệu Zhangna, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý rồi các bác nha. Bình thường thương hiệu này là họ chỉ sản xuất túi xách thôi nha các bác, chứ rất khi hiếm mà có một đôi giày như thế này luôn đấy các bác. Đó, form dáng hủy khóa là đơn giản này. Đó, độ mới cũng còn khá là ok ha. Bộ đế cũng còn khá là mới luôn đấy các bác. Bộ đế da đang còn rất là đẹp luôn. Chống trơn rin của em nó luôn này các bác. Đó, made in Italia. Rất là xịn sò luôn các bác. Đó, quá đẹp luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B195. B195 size 39.5 và shop em đang chiên là 1.300.000 thôi các bác ơi. Hôm nay em sale rất là mạnh luôn này các bác. Những mẫu giày hiệu mua mới khá là đắt đỏ, hôm nay các bác đến với em sale rất là mạnh cho các bác có thể chốt các bác đi chơi lễ mùng 2 tháng 9 nha. Rồi và mã số chốt hàng là B195 size 39.5 và giá là 1.300.000. Và được free ship cho tất cả các bác luôn nha. Bác nào lựa được mẫu nào thì nhắn liền cho em nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Đó là một em đến từ thương hiệu Magani các bác ơi. Một em Magani rất là đẹp luôn. Một màu vàng bò khá là đơn giản này. Form trơn đơn giản nha. Bác nào mà không thích cầu kỳ hoa văn nhiều thì em này thì đúng là hết bài rồi. Rất là đẹp luôn đấy các bác. Form trơn đơn giản nha, không có cầu kỳ hoa văn gì nhiều. Đó, độ mới cũng còn khá là cao. Và em này thì có size chuẩn là size 41 nha các bác. Đến từ thương hiệu Magani. Đó, size chuẩn là 41 nè. Đó, Magani made in Spain, Tây Ban Nha ha. Dòng này đã được khâu lớp rãnh nha các bác, không thấy đường chỉ luôn. Rất là sừng sò rồi. Cho nên dòng này các bác mang bao bền ha. Bộ đế của em nó cũng đã được dán chống trơn cả trước cả sau rồi. Đó, các bác chốt em này về thì chỉ việc mang thôi, mình khỏi phải vệ sinh spa hay là làm gì hết luôn ấy. Và bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Magani. Đó, trời ơi, lớp lót bên trong cũng còn khá là đẹp nha các bác. Có dập thương hiệu bên trong luôn. Lòng trong vàng, da rất là dày dặn và chắc chắn luôn ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B190. B190 size 41 ạ. Và shop em đang chiên với giá là 1.600.000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì alo cho em nhé. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Đó là một em giày tây công sở nha. Em này thì form khá là chững chạc chút xíu nha. Đó, thiết kế của em nó là da bò trơn. Phối mặt trước của em nó là kiểu như là dập vân giống như vân da kỳ đà các bác. Đó, rất là đẹp ha. Đó, form dáng của em này rất là đơn giản thôi, không có cầu kỳ nhiều. Chỉ mặt trước của em nó là dập vân kỳ đà này. Đó, điểm nhấn của em nó là vậy. Đến từ thương hiệu Modici này, cái mũi này. Đó, rất là sừng sò ha. Modici này các bác, lòng trong phun da dập thương hiệu của em nó luôn. Modici made in Italia.
logo biểu tượng của em đó là hai chiếc giày chĩa lên nè, rất là xịn ha. Size số mã code đầy đủ các bác ơi. Em này thì bác nào chân 41 hay là 41.5 thì các bác đều mang được nha. Form này lên đồ rất là đẹp luôn đấy các bác. Những bác nào hay bận quần tây thì những em này là lên là khá là sang trọng và lịch sự luôn nha. Nó rất là đẳng cấp luôn đấy. Ngay mặt tiền có cái hình Morrissey nè. Đó, hôm nay là nhân ngày 3/2/9 em sale mạnh cho các bác mẫu này luôn nha. Đó, đại lễ mùng 2/9 em sale rất là mạnh hàng hiệu luôn đấy các bác ơi. Thay vì những mẫu này mua mới rất là đắt đỏ, em nào mà cũng thấp nhất cũng phải tầm 16-17 triệu rồi. Đó, thì các bác mua đồ si thì em bán sẽ rất là rẻ hơn, các bác sẽ chốt được rất là nhiều thay vì các bác bỏ tiền mua một đôi hàng mới nha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là B191 ạ, size 41. Và shop em đang chi ân với giá là 1.300.000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì alo liền cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em đến từ thương hiệu Bali ha. Một em Bali màu nâu rất là đẹp này các bác. Đó, biểu tượng mặt tiền của em nó là cái biểu tượng làm sọc này. Đó, sọc của em nó là sọc đỏ, trắng đỏ là của Bali ha. Biểu tượng của em nó là bộ nhận diện ngay mặt tiền là nhìn qua là mình biết rồi. Đó, mặt tiền da của em này rất dày dặn và chắc chắn luôn, không hề có một chút lỗi lầm gì các bác nha. Màu nâu đậm ạ, và bộ đế được thiết kế bằng một bộ đế da cũng khá là đẹp và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Size chuẩn của em đó là size 41 và form của em này thì rất là thon gọn nha. Size 41 form rất là gọn luôn, da cũng rất là mềm nha. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Bali, đó, made in Italia. Size số và mã code đầy đủ nha các bác, rất là xịn luôn này. Đó. Em này là 7E nha, 40 năm hay là 41 đều ok la các bác nha. 40 năm, 41 ok. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là B193, size 41 ạ. Và shop em đang chi ân với giá rất là rẻ luôn, 1.600.000 thôi. Bác nào mà đam mê thương hiệu Bali thì alo cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em rất là nổi trội ha. Em này thì đến từ thương hiệu Gucci nè. À, một em bông hoa lá cành của nhà Gucci các bác ơi. Em này thì có size đẹp nha, size 39 thôi nha. Đó, bác nào 39 hay 39.5 đều ok la ha. Form dáng của em khá là đơn giản nhưng mà cái kiểu như là thiết kế vừa da vừa vải bố ha. Đó, form dáng rất là đẹp luôn này, một màu khá là đặc biệt luôn đó các bác. Đó, em này đến từ thương hiệu Gucci nha các bác. Bác nào mà thích sự nổi trội thì em này là ok la này. Đó, mẫu mới nhất của nhà Gucci nha các bác. Đó, những mẫu này thì các bác có thể phối quần sọc, quần rin ha. Quần sọc, quần rin kaki đều ok hết, mình khỏi phải mang vớ các bác ơi. Kiểu như là mình mang thay dép cũng được ha. Thiết kế điểm nhấn xung quanh là những cái đường cói nè, hàng thủ công khâu tay hết các bác ơi. Dòng này mua mới rất là mắc luôn. Ít nhất mẫu này mà giá sale thì cũng phải tầm 17-18 rồi các bác ơi, chứ mẫu giá bình thường em nói lúc nào cũng tầm 24-25 rồi. Bộ đế cũng có dập thương hiệu Gucci made in Italia ha. Rất là sự sò mòn không đáng kể chút xíu thôi. Em này còn rất là mới luôn đấy các bác. Bác nào chân 39 hay 39.5 đều ok ha. Bên trong cũng có dập thương hiệu Gucci made in Italia. Trời ơi, rất là đẹp luôn, bảo đảm không đụng hàng luôn đấy các bác. Đó, cái hình bông kiểu như là bông cúc, bông cúc, bông sen gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó, Gucci made in Italia. Size chuẩn của em là size 39 nha. Đó, rất là đẹp luôn các bác ơi. Bác nào mà đam mê thương hiệu Gucci khá là độc lạ như thế này thì alo cho em nha. Em này còn mới lắm các bác ạ. Rồi, và mã số chốt hàng là B201 ạ, size 39 nha. B201 size 39 và shop em đang bán tri ân là 2.300.000 thôi. Bác nào mang vừa thì nhắn liền cho em nha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em dáng mocha. Một em dáng mocha đến từ nhà LV nha các bác. Trời ơi, một thương hiệu khá là đắt đỏ rồi. Đó, hôm nay em có một em mocha, độ mới cũng còn khá là cao nha. Và em này thiết kế là da bò hạt nè. Đó, ngay mặt tiền là có chữ cái khóa dập LV nè. Rất là xịn sò đấy ha, da bò hạt rất là xịn và chắc chắn luôn nha. Đó, đòn rất là đẹp, đế mòn không đáng kể, mòn chút xíu thôi.
Đó, không đáng kể đâu. Đó, da rất là dày dặn và chắc chắn luôn các bác. Nó bên trong cũng một lớp lót dập thương hiệu, bên trong rất là xịn sò. Đây, size số mà có đầy đủ ha. Made in Italia của nhà LV. Trời ơi, da thì các bác thấy da rất là dày dặn luôn. Đó, lòng trong nhìn đã thích rồi các bác ơi, tại vì rất là mềm mại và dày nha. Không có đau chân hay cứng gì đâu, tại vì cái dòng LV á, dáng mocha này thì mang bao êm bao nhẹ luôn đấy các bác, rất nhẹ và êm chân luôn, mình có thể đi ô tô gặp lái rất là thoải mái nha. Rồi bác nào mà đam mê thương hiệu LV mà dáng mocha thì nhắn cho em nhá. Mã số chốt hàng của em này đó là B197 size 42 và shop em đang bán với giá là 2.200.000 cho mẫu này thôi nha, đang sale rất là mạnh luôn rồi các bác ơi. Các bác nào mà mang vừa thì nhắn liền cho em ha. Rất là đẹp và độ mới của em này cũng còn khá là cao luôn đấy các bác. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo nữa ha. Một em đến từ thương hiệu Prada nha. Một em Prada, màu của em đó là màu xanh navy. Đó, một màu xanh navy rất là đẹp. Nhìn xa thì các bác nghĩ đây là màu đen nhưng là màu xanh navy nha, không phải là màu đen đâu. Và em này thì có size chuẩn là size 41 ạ. Form của em này rất là thon gọn luôn. Thiết kế kiểu như dòng da tay gai á các bác. Đó, rất là sần sò. Dòng này thì các bác mang chống chảy xước rất là cao nha, không hề có một chút lỗi lầm về mặt da hay lỗi gì luôn này các bác, đẹp lắm. Một em màu xanh navy đến từ thương hiệu Prada Milano. Size chuẩn của em là 7,5 nhưng mà form này rất là nhỏ cho nên em để size 41 cho các bác sẽ mang thoải mái hơn. Đó, 41 thì các bác sẽ mang thoải mái hơn các bác nha. Đây và bên trong cũng có dập thương hiệu Prada, rất là sần sò luôn đấy các bác. Made in Italia, size số mà có đầy đủ ha. Quá đẹp và mới luôn đấy các bác, độ mới cũng còn rất là cao ha. Size chuẩn của em là size 41 ạ. Và mã số chốt hàng của em đó là B200 ạ. B200 size 41 và giá em đang tri ân đại lễ đó là 2.300.000 thôi. Đó, một em Prada màu xanh navy rất là đẹp. Màu này rất là hiếm luôn các bác. Bình thường màu nâu, màu đen mình sẽ có rất là nhiều. Đó, nhưng mà đến màu này thì em bán rất là chạy mà cũng rất là hiếm nữa các bác ơi. Bác nào mà chưa có mẫu này thì mình nên sưu tầm một em về để mình có thể phối đồ rất là đẹp luôn đấy các bác. Đó, rất là nhiều outfit mình có thể phối quần tây, quần jean, kaki, ok la ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu dáng giày loafer em này của nhà Ferramo nha các bác. Đó, một em đến từ thương hiệu Ferramo, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý ha. Đó, form dáng khá là thon gọn luôn. Đó, độ mới cũng còn khá là cao nha. Form trơn đơn giản nha. Bác nào không thích cầu kỳ hoa văn thì em này là khá là ok này, đẹp lắm các bác ơi. Và bộ đế thiết kế bằng một bộ đế da nha, cũng còn rất là mới luôn. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Ferragamo, rất là sần sò luôn này các bác ơi. Lớp lót bên trong cũng có dập thương hiệu này, size số mà có đầy đủ ha. Size chuẩn của em là size 42 nha các bác. Size 42 ạ. Và mã số chốt hàng của em này đó là B196. Size 41 5 đến 42 ạ. Và shop em đang chi ân với giá là 1.800.000 cho mẫu Ferramo này thôi các bác ơi, đang sale rất là mạnh nha. Bác nào mang vừa thì nhắn liền cho em với mã chốt hàng là B196 ha. Trời ơi, bọn em đồ mới quá là cao luôn đấy các bác. Rồi, kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em đến từ nhà Prada nữa nè. Đó, em này thì các bác nào mà hay bận quần rin, quần kaki hay là quần sọc á thì mình có thể phối mẫu này mình đi chơi lễ được, quá là đẹp luôn đó các bác ơi. Đây, form của em nó thì kiểu như là dạng dáng slip on ha. Form trơn đơn giản nha các bác. Đó, một màu đen nè. Đen thì bác nào mà sợ dơ thì mình xài màu đen là đẹp lắm luôn và đỡ, nó không bị dơ ha. Đó, ngay mặt tiền các dập thương hiệu Prada này. Đó, da của em này rất là đẹp luôn đấy các bác. Đó, đồ đế cũng còn khá là mới luôn, có dập thương hiệu Prada ngay dưới đế luôn ha. Quá đẹp và mới luôn. Dòng này xung quanh đã được khâu viền rất là chắc chắn và tỉ mỉ rồi nè. Đó, độ mới cũng còn khá là cao này, ngon không đáng kể đâu, chỉ chạm đất một vài lần thôi ha. Có dập thương hiệu Prada sau gót luôn. Bộ đế khá là đẹp và mới luôn. Bên trong cũng có một lớp lót dập thương hiệu Prada khá là sần sò luôn ha.
Trời ơi đẹp lắm các bác ơi. Bên trong thì quá là đẹp và size số mà cốt đầy đủ ha. Size chuẩn của em là size 6 là 40 này các bác ơi. Size chuẩn là 40 nha. Nhưng mà tại vì form này em sờ rộng cho nên em sẽ để là 45 cho các bác mang thoải mái nha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B198, size 40.5. Và shop em đang bán với giá là 1.900.000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì alo liền cho em ha. Mã số chốt hàng là B198 và size chuẩn là 40.5 nha các bác. 40.5 thôi. Đó, bác nào mang vừa thì nhắn liền cho em nha. Giá chỉ 1.900.000 thôi. Một em Prada còn quá là mới luôn đấy các bác. Đây, trang web vẫn còn bán 16-17 triệu mẫu này luôn. Đó, các bác đến với em bán có 10% của em nó luôn. 1.900.000 thôi nha. Em sale ngày mùng 2 tháng 9 rất là mạnh cho các bác luôn. Bác nào ưng mẫu nào thì alo liền cho em và em sẽ chốt đơn và đi đơn cho kịp mùng 2 tháng 9 cho các bác đi chơi ha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em nha.